Em lại có một số bác hỏi em cái dòng CD mà hàng gọi là hàng siêu chất nha các bác nhé. Đấy, hàng tại sao lại nói hàng siêu chất? Con này của nó là dòng CD The Long của cái bộ 7.5L nha các bác nhé. Mà bộ 7.5L các bác biết rồi đấy. Full bộ bây giờ mọi người đang bán khoảng tầm 18 triệu nhé, 17, 18 triệu full bộ. Và đây là một trong những CD mà phải nói là thuộc phân khúc size chung mà đẳng cấp gần như nhất luôn của tất cả các loại luôn như các bác nhé. Đấy, nói đến 7.5L rồi thì bây giờ làm gì còn con nào cao hơn được nữa. Thỉnh thoảng họa hoàn nắm một năm gặp được, gọi là vài ba năm lại gặp được một con 9.5N thế thôi, chứ còn 7.5N đó vẫn là đời cao nhất rồi. Đấy rồi, ok các bác nhìn đây nhá. Đấy, tất cả dòng này là của nó này, các bác nhìn này. Đấy, về thì hàng về siêu chất luôn. Đấy, em đã tháo cái ốc ra rồi, nát nữa em sẽ bỏ ra để cho các bác xem luôn nhá. Đấy, xem nó như thế nào nhá, tại sao mà con này nó lại hay như vậy. Đấy rồi, ok nha các bác nhá. Đó, bây giờ em sẽ mở nó ra này. Đấy, để cho các bác xem nhá. Đó. Con này của nó có cái hồi của nó thì nhìn đẹp, các bác nhìn này. Đấy, chất chưa? Rồi, ok nhá. Đó, tháo cái hồi ra. Đó. Rồi, ok rồi anh các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy. Rồi. Đây các bác nhìn này. Đấy. Nó thế này chứ các bác nhìn thấy không? Đấy. Mạch của nó mà đến nỗi mà còn chả còn cái chỗ nào để mà còn khe hở luôn nhá. Như những thằng khác nó còn có một gọi là một miếng này miếng kia như đây các bác nhìn này. Kín như bưng luôn. Đấy. Cả toàn bộ cả một cái này nó to thế này mà nó kín như bưng luôn này các bác nhìn này. Đấy. Quan trọng nhá các bác nhá. Một, cái mạch này nó rất là tốn tiền, cho nên các bác thấy những cái đầu tàu vớ vẩn các thứ mạch của nó chỉ có bé tí 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 này thôi. Đấy, là một. Cái thứ hai nha các bác nhá, cái chất lượng linh kiện này các bác nhìn này. Đấy. Toàn linh kiện xịn. Chính vì thế nó mới hay các bác. Chứ còn nếu mà linh kiện vớ vẩn thì không bao giờ hay được. Toàn linh kiện chất xịn luôn này, em soi chiếu cho các bác này. Đấy. Các bác thấy không? Nó thế này đấy đúng không? Đấy. Cả một bộ dàn em nói các bác biết nhá, thì cái CD nó chiếm phần cực kỳ quan trọng nhá. Đấy. Nó nếu mà phải nói là cái CD của con này nhá, đáng ra nó phải, nếu mà chia ra nó phải bằng 1/3 giá trị bộ dàn, là nó rơi vào 6 triệu các bác nhá. 6 3 18, tức là 6 triệu. Đó. Tuy nhiên hôm nay em bán con này thì không phải 6 triệu đâu các bác nhá. Không phải 6 triệu. Đó. Mà em bán bao nhiêu các bác? Có 1.8 triệu thôi nhá. Rẻ bèo luôn. Em đố các bác tìm đâu được con CD mà cao cấp xịn thế này mà giá có 1.8 triệu. Đấy. Ok nhá. Đấy, định bán cho các bác 2.5 triệu thôi, nhưng mà đầu tháng bán 1.8 triệu cho các bác. Đầu tháng đầu năm nhé, bán 1.8 triệu luôn. Đấy, còn bình thường là 2.5 triệu. Ok nhá. Cái này thì đây em nói luôn nhá. Đây. Đấy, nát đây em test thử cho các bác xem có lên điện hay không nhá. Đấy, còn về mắt mũi đây này. Con này nó sử dụng cái mắt gì đây? Mắt 240A đây này. Các bác là các bác đặt ở trên mạng đầy ự ra nhá. Rất nhiều, riêng cái mắt này rất thông dụng. Các bác đặt ở trên mạng đầy luôn nhá. Thích lúc nào mắt kém các bác về các bác thay cái con mắt này cho em nhé. Đâu có mỗi 40-50 nghìn đặt về hay sao em không rõ, bởi vì bên em không đặt. Nhưng mà nói chung tựu chung lại khoảng tầm 100 nghìn gì đấy. Đúng không? Quá bèo luôn. Về các bác tự thay ra đây này. Đấy, rút cái dây ra cắm vào phát xong ngay nhé. Rồi, ok. Bây giờ em sẽ test xem là nó chạy hay không nhá. Đấy. Thì căn bản là nhà em chỉ có cắm lên điện thôi. Đấy. Còn xem là nó chạy được hay không ấy. Còn về việc các bác chạy không em không quan tâm đâu. Rồi, ok. Bây giờ em sẽ đấu lối nhá. Đầu lối để xem là nó có chạy đọc được đĩa hay không nhá. Mà đĩa em sẽ sử dụng các cái dòng đĩa mà gọi là cái đĩa mà ấy nhá, đĩa vớ va vẩn đấy nhá, không phải dùng dòng đĩa chất đâu nhá. Ok nhá. Đấy, vừa kiếm được cái đĩa xong các bác này. Đấy, đây. Ủa, Giang Tử hay quá, mà cuối cùng lại em lại quên mất là nó bị hay bị đánh bản quyền. Đấy. Đây nhá các bác nhìn này, đấy. Đĩa quay đây nhá. Đấy. Rồi thử lách xem nó có nhận bài không nhá. Em nói luôn nhá, những cái này em test thì xem là nó chạy không chạy thôi nhá. Đấy, còn việc về các bác là các bác dùng đến bao lâu được thì các bác lại thay mắt cho em nhá. Đấy rồi, ok. Đấy, lách bài tiếp xem nào. Đấy. Đấy. Rồi, ok, lách bài đã ok rồi. Con này nói chung là chạy khá là ok đấy. Về các bác lấy điện xịn cho em nhá.
Đấy, còn nhiều lúc đây, nhiều lúc các bác đây em dùng cái đĩa này. Các bác nhìn này, đĩa xước hết này, rồi đĩa nhầy các bác nhìn này, thủng hết này. Tuy nhiên em về em không khuyến khích các bác dùng các đĩa này đâu nhá, bởi vì các bác biết tại sao bác dùng, các bác dùng đĩa này chỉ còn khoảng 1-2 ngày thôi là nó toi luôn con mắt luôn. Đấy. Thậm chí có những bác dùng có khi là giống như kiểu rất nhiều các bác cái mắt tinh ấy, xong rồi chui vào trong chăn, xong rồi soi điện thoại đọc cái có khi hôm sau mắt mờ luôn. Đấy, em nói luôn thế là các bác hình dung ra rồi đúng không? Tốt nhất là mình dùng các đĩa xịn đọc cho nó chuẩn các bác nhá. Dùng đĩa xịn đọc cho nó chuẩn. Ok. Đấy. Rồi. Bây giờ này cho nó vào. Ok ạ. Hàng phải nói là hàng siêu đẹp, siêu chất. Giá 1.8 triệu nha các bác nhá. Đấy, 1.8 triệu em bán hôm nay thôi. Mai ngày kia có thể em sẽ thay đổi lên 2.5 triệu vì giá 1.8 triệu đang rẻ quá. Đấy. Tuy nhiên là vẫn để cho các bác nhá. Đấy. Các bác nào xem được video này thì chốt để alo ngay cho bên em nhá. Số điện thoại của bên em là 0966 594 581 đây này. Size này của nó khoảng size 27 nha các bác nhá. Đấy, từ nãy giờ quay các bác mấy cuộc điện thoại để em xin dừng tận một tí. Ok nha các bác nha. Đấy, rồi ok. Vâng, đấy, cảm ơn các bác đã tin tưởng đặt hàng nha em. Đấy, mấy bác gọi nãy giờ vừa gọi các bác vừa chốt đơn hàng xong. Vâng. Ok nha, đấy. Con này vâng, đây nha, con này khoảng tầm 25 đây này. Đấy, đo rồi em sẽ đo khả năng chính xác này. Đó. Đấy, đây này. À, đây là 24 cả hồi và 25 nhá. Khoảng 25 nha các bác nhá. Rồi, ok, một con siêu vip thế này. Thì các bác xem là các bác nào chốt thì alo ngay cho em nhá. Đấy, đây này, giá quá rẻ luôn, một bộ mà em nói thật các bác nha, một bộ 17 18 triệu mà bây giờ mà các bác thiếu CD mà có CD ngon này mà không múc á thì đến lúc em nói khẳng định với các bác luôn, 1 năm sau các bác không tìm được. Em khẳng định luôn điều đấy luôn với các bác. 1 năm sau các bác chưa chắc đã tìm được nhá. Đấy. Ok. Bác nào lấy thì alo ngay cho em. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hoặc các bác liên hệ thêm một số nữa là số 097 989 1682 nha các bác nhá. Dạ vâng, các bác lưu ý đây là điện 100V các bác nhá, không về cắm 220 là cháy luôn nha các bác nhá. Rồi ok, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác vào video clip tiếp theo bên em.